Hôm nay tôi sẽ đi đánh cầu lông nhá. Thì đánh cầu lông thì tôi sẽ quay vui vui, quay anh Dưỡng đánh cầu lông thôi. Tôi sẽ không quay về tôi đánh nữa, bởi vì là tôi quay tôi đánh cầu lông rất là nhiều rồi. Lần này thì sẽ cho các bạn xem anh Dưỡng đánh cầu lông một lúc nhá, một chút thôi. Gọi là mình quay một chút để cho mọi người xem một video vlog về cuộc sống hàng ngày của tôi đi đánh cầu lông như nào. À quên, mà mình có quay đâu, chỉ quay một cảnh anh Dưỡng đánh một lúc cho các bạn xem thôi. Thì bây giờ sẽ đi đánh cầu lông luôn nhá. À đây, ở đây thì có hôm nay tôi sẽ mang ba cây vợt đấy, ba cây vợt nhá các bạn. Đây đây thì một cây vợt là vợt flat, bên trong một túi Archot, Rolex Archot, nhưng mà thực ra đây là cây vợt flat nhá, cây vợt 2 triệu của tôi. Đây đấy, đây flat đây. Đấy. Còn đây là cây Lightning. Lightning thì đế đen đây rồi. Và tôi mới lấy thêm một cây Lightning nữa, 9000C. Đây, đấy, thì hiện tại thì tôi đã có 3 cây vợt rồi nha các bạn. Đây một cây vợt 9000C nữa. Hôm nay không biết liệu có quạt đứt lưới, đứt cước của cây vợt 9000C này không. Nói chung là vợt 9000C này thì đánh cũng ngon, cho nên là tôi lấy luôn. Đấy, giờ thì đi đánh cầu luôn nhá. À, nhiều bạn không biết là trong ba lô của tôi có cái gì, thì bây giờ sẽ cho các bạn xem kiểm tra ba lô của Sáng Hiền Su khi đi đánh cầu lông có cái gì. Đấy, đây. Thì đầu tiên là vợt, những cây vợt như này thì các bạn biết rồi. Thì, tiếp theo, đây là thuốc. Thuốc này thì không, các bạn không phải biết làm gì cả. Đấy, cái quấn cán này, quấn cán vải này. Đấy. Nói chung là ba lô của tôi chả có gì cả, vẫn là quấn cán này, rất là nhiều quấn cán. Các bạn biết tại sao tôi mang nhiều quấn cán đi không? Bởi vì là nếu mà tôi đến đấy ấy, thì tôi vừa có thể thay quấn cán của mình, vừa có thể bán được quấn cán luôn nhá. Còn gì nữa nhỉ? À, cái tô vít, tô vít này thì tôi để trong ba lô khá là lâu rồi thì mình không để ý. Đấy, tiếp theo nhá, kéo. Đây là một cây kéo. Cây kéo này thì tôi mang đi để đề phòng nếu mà cước của vợt nó bị đứt ý, thì tôi có thể kịp thời cắt cước, thì vợt nó sẽ không bị méo khung này, không bị gãy sập khung. Cho nên là cây kéo này là tôi mang đi để đề phòng nhá, chứ không phải mang đi để làm gì đâu nhá. Không các bạn lại tưởng tôi mang đi linh tinh. Không được. Tiếp theo, đây, đây là một chiếc bó một một cái băng chặn mồ hôi tay đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Tôi đổ hết ra cho các bạn xem luôn. Đây, đổ hết ra cho các bạn xem ba cây vợt này. Đấy, ba cây vợt bỏ hết ra, hết rồi, hết rồi. Đây. Đây là một cái cuốn cán vải nữa. Đấy. Ô, còn một cái băng chặn mồ hôi của tôi nữa mà tôi để đâu rồi tôi không tìm thấy ta. Hết rồi. Đấy, trong ba lô của tôi chỉ có cưng đấy thôi. Đây. Một cái băng chặn mồ hôi đầu nữa. Thôi bây giờ tôi sẽ đi đánh cầu nhá các bạn này. Đấy, chả có gì cả, chỉ có mỗi ba lô của tôi, chỉ có mỗi gọi là quấn cán với cả vợt thôi. Đi đánh chả có cái gì luôn. À đây, 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 đây. Một cái băng chặn mồ hôi cổ tay của Lai Linh nữa. Đấy, hai cái băng chặn mồ hôi nhá. Thường thường thì tôi sẽ mang thêm một hai cái áo đi để thay nữa. Nhưng mà hôm nay thì trời rất là rét. Nhiệt độ ở chỗ tôi đang khoảng 5 7 độ gì đấy thì tôi không mang áo nữa, bởi vì đánh chán thì chưa chắc đã ra mồ hôi cơ, cho nên là bây giờ đi đánh cầu. Đấy, cuộc sống của tôi bình thường chỉ thế thôi. Ba lô của tôi chỉ có những cái đồ như thế thôi nhá. Let's go, đi đánh cầu cho các bạn xem là mấy anh em chúng tôi đánh cầu như nào nhá. Đây, mọi người xem anh Dưỡng đánh nhá. Tôi thì vừa đánh xong mấy set rồi, mệt quá rồi. Đây, anh Dưỡng này. Đấy, anh Dưỡng này. Ôi.
Ô đã xong rồi anh, nhanh thế.